Tiếng chim chiêu chích, vách đá dội giang mà chẳng thấy tông tích của giới tử thôi đâu cả. Quân sĩ tìm được mấy người làm ruộng gần đấy. Tướng Nhân Công gọi đến trước mặt mà hỏi. Người làm ruộng nói: mấy hôm trước tôi có trông thấy một người cõng một bà cụ già ngồi nghỉ ở núi này, dốc nước suối cho bà cụ uống, xong lại cõng bà cụ trèo lên núi rồi sao không biết đi đâu. Tốn Nhân Công truyền đổ xe ở dưới chân núi, xe người đi tìm các nơi. Trong mấy ngày trời chẳng thấy giới tử thâu đâu cả. Tốn Nhân Công có sắc giận trên mặt, bảo Giải Chương rằng: sao giới tử thâu giận ta đến thế? Ta nghe nói Tử Thâu là người chí hiếu, nếu ta đốt khu rừng này thì y tất khỏi cổng mẹ chạy ra. Ngụy Thù nói: trong bọn Tùng Dông nhiều người có công lao, không phải một mình như Tử Thâu đâu. Nay với Tử Thâu cố tình đi ẩn, khiến chúa công phải khó nhọc. Đợi khi nào hắn tránh lửa mà chạy ra đây, tôi sẽ làm cho hắn phải xấu hổ. Nói xong truyền cho quân sĩ phóng quả đốt cả mấy phía rừng, đổ to gió mạnh, khu rừng cháy lan đến mấy dặm. Trong 3 ngày mới tắt, nhưng cái tử thâu nhất định không ra. Hai mẹ con ôm nhau chết ở dưới gốc cây liễu. Quan sĩ tìm được đống xương. Tốn Nhân Công trông thấy thì động lòng mà ứa nước mắt, bèn truyền cho quân sĩ đem chôn ở chân núi rồi lập miếu thờ. Bao nhiêu ruộng xung quanh núi đều đã làm tự điền cả, đổi tên ngọn núi là Giới Sơn. Ngày hôm đất rừng đang là tiết thanh minh mùng 3 tháng 3, sao người trong giới nước nhớ đến giới tử thâu chết cháy. Nên đến ngày hôm mấy không nở đốt lửa, phải làm sẵn lương khô để ăn, gọi là tiết hàng thực. Nghĩa là ngày hôm mấy cấm lửa, chỉ ăn đồ nguội. Tiết hàng thực nhà nào cũng cắm cành liễu ở ngoài cửa để chiêu hồn giới tử thôi. Cũng như nhà làm cổ, đốt giấy để cúng tế. Tấn Nhân Công nó ban thưởng cho công thần rồi. Là chỉnh đốn các việc chính trị trong nước, thu dùng những người có tài có đức, cứu giúp những người nghèo khổ. Từ bây giờ trong nước mỗi ngày được một cường thịnh. Chu Tương Dương sai quan Thái Tế và Chu Công Khổng là quan nội sứ là Thúc Hưng đến gia phong. Tướng Nhân Công tiếp đãi một khách long trọng khác thường. Thúc Hưng về tâu với Chu Dương rằng: Tấn Hầu tất làm bá chủ các nước chư hầu, ta phải thân thiện với Tấn mới được. Từ đó Chu Tương Dương sợ nước Tề mà thân với nước Tấn. Bây giờ Trịnh Nhân Công cậy thế nước Sở để hà hiếp các nước yếu.
Thấy vua nước Hoạt thần phục nước Vệ mà không thần phục nước Trịnh, bèn lẻn đem quân đi đánh nước Hoạt. Vua nước Hoạt sợ hãi xin giảng hòa. Nước Trịnh mới rút quân về. Khi nước Trịnh đã rút quân về rồi, vua nước Hoạt trở lại thần phục cái nước Vệ như trước, nhất định không theo Trịnh. Trịnh Nhân Công giận lắm, sai công tử Sĩ Tiết làm chánh tướng. Sai công tử Sĩ Tiết làm chánh tướng, Đỗ Vũ Duy làm phó tướng, cử đại binh sang đánh nước Hoạt. Giờ Nhân Công bây giờ đang thân mật với thiên tử nhà Chu, liền đem việc Trịnh Nhân Công đi đánh nước Hoạt vào tâu với Chu Tương Dương. Chu Tương Dương sai quan Đại Phu là Vô Ti Bá đến nước Trịnh giảng giải hộ cho nước Hoạt. Trịnh Nhân Công nổi giận nói: Trịnh và Vệ có gì khác nhau? Sao thiên tử nhà Chu lại trọng nước Vệ mà khinh nước Trịnh thế? Trịnh Nhân Công liền bắt Du Ti Bá giam lại một chỗ. Đợi khách đánh tan nước Hoạt rồi, bây giờ sẽ tha. Chu Tiên Bá bị bắt, những người theo hầu trốn về báo tin cho Chu Tương Dương. Chu Tương Dương nổi giận mắng rằng: Trịnh hầu khi chậm quá lắm, chậm tất phải báo thù. Nói xong liền hỏi các quan trong triều rằng: Ai có ai dám vì chẩm mà đến hỏi tội Trịnh hầu hay không? Hai quan đại phu là Hồi Thúc và Đào Tử nói với Tương Dương rằng: Nước Trịnh từ khi đánh được Tiên Dương, ta ngày xưa càng không sợ hãi gì cả. Nay lại cậy thế nước Sở, dân bắt cả sứ thần của thiên tử, nay đang binh hỏi tội, chưa chắc thắng nổi. Tôi thiết tưởng nên mượn quân nước địch mà tới đánh nước Trịnh. Quan đại phu và phú thần can rằng: Không nên, Trịnh hầu dẫu vô đạo nhưng là nước thân thuộc với ta, tổ tiên ngày xưa cũng có công với nhà Chu ta nhiều lắm. Còn nước địch là một nước ngoại rợ không thân thuộc gì, ta quyết không nên mượn quân nước địch. Đồ Thúc và Đào Từ nói: Vua Vũ Dương ta từ xưa đi đánh nhà Thương, các nước rợ ngoại đều đến giúp cả, cứ gì phải nước cùng họ mới được. Tương Dương khen phải rồi sai Đầu Thúc
và Đào Tử sang bảo vua nước Địch cử binh đi đánh Trịnh. Vua nước Địch vâng mệnh. Rồi giả cách đi săn lẻn vào địa giới nước Trịnh, chiếm cứ lấy đất Địch làm thành. Rồi sai sứ theo Đào Thúc và Đào Tử sang nhà Chu để báo tin thắng trận. Tương Dương nói: Địch có công với Cẩm. Nước Địch có công với Cẩm, nay nhân hoàng hậu mới mất, Cẩm muốn lấy con gái nước Địch, các ngươi nghĩ thế nào? Đào Thúc và Đào Tử nói: Tôi nghe nói người nước Địch có câu hát rằng thúc ngỗ trước là thúc ngỗ sau, nhan sắc rực rỡ như ngọc châu, ý nói nước Địch có hai người con gái đều tên gọi là thúc ngỗ. Mà nhan sắc được tuyệt vời cả, Thúc Ngỗ trước là con gái nước Cao Như, nó gả cho nước Tấn rồi. Thúc Ngỗ sau là con gái vua nước Địch hiện nay, vẫn chưa lấy chồng, xin nhà vua cho sang hỏi. Tương Dương mừng lắm, lại sai Đầu Thúc và Đào Tử sang nước Địch hỏi Thúc Ngỗ. Vua nước Địch sai người đưa Thúc Ngỗ đến, Chu Tương Dương muốn lập làm hoàng hậu, Phúc Thần đã can rằng: Nước Địch có công thì nhà vua nên ban thưởng, chứ lập con gái nước Địch làm hoàng hậu thì còn ra thể thống nào nữa. Tôi nghe rằng nước Địch tất có lòng dòng dõi. Tương Dương không nghe, lập tức liền lập Thúc Ngỗ lên làm hoàng hậu. Ngỗ hậu tức là Thúc Ngỗ, có nhan sắc nhưng không có đức hạnh, khi ở Địch vẫn thích ngày cưỡi ngựa bắn cung. Thường theo vua nước Địch đi săn, ngày nào cũng cùng với các tướng sĩ dông chơi, không câu nệ. Nay là hoàng hậu nhà Chu, Ngỗ hậu cả ngày ở trong cung, không được đi đến đâu. Lấy làm khó chịu một hôm nói với Tương Dương rằng: Thiếp từ thở bé tập ngày cưỡi ngựa bắn cung, thân phụ thiếp cũng không cấm đoán gì cả. Nay thiếp ở trong cung lâu ngày không đi đến đâu, sinh ra đau ốm, sao thiên tử không đi săn để tiếp theo hầu? Tương Dương đang yêu Ngỗ Hậu, nàng nói gì cũng nghe lời, liền sai quan thái sử chọn ngày để đi săn ở núi Bất Khâu. Tương Dương muốn cho Ngỗ Hậu được vui lòng mới hạ lệnh cho giải thưởng cho những người săn được nhiều cầm thú.
Trong bọn lĩnh thưởng có một người giỏi bắn săn được nhiều hơn cả là Dương Tử Đái. Dương Tử Đái mặt mũi khôn ngô, hình dung tuấn tú, trông rõ là một bậc quý nhân, tức là thứ đệ của Chu Tương Dương. Người trong nước đều gọi là Thái Thúc. Năm trước trước Dương Tử Đế đã lập mưu muốn tranh ngôi nhưng không làm xong, lại đi triệu quân Sơn Dung về đánh nhà Chu. Đến lúc việc tiết lộ ra, sợ tổ trốn sang nước Tề, sao bà Huệ Hậu hai Hậu hai ba lần nói với Tương Dương xin tha tội cho. Phú thần cũng khuyên Tương Dương nên lấy lòng nhân từ mà xử bởi vậy Tương Dương bất đắc dĩ lại cho Triệu Đái về. Bây giờ trong bọn đi săn, Dương Tử Đái được lĩnh phần thưởng thứ nhất. Hậu trông thấy đem lòng yêu dấu, lại nói với Tương Dương rằng: hôm nay trời hãy còn sớm, xin thiên tử cho thiếp đi săn bắn chơi một lúc để cho gân cốt được khỏe mạnh. Chu Tương Dương nghe lời, liền truyền cho quân sĩ sửa soạn các đồ săn bắn để Ngỗ Hậu đi săn. Ngỗ Hậu cởi áo gấm dài ra, để lộ một cái áo cánh ngắn đã mặc sẵn, rồi khoác thêm một cái áo giáp nhẹ, mình đeo túi tên, tay cầm súng đỏ, trông thật xinh đẹp. Tương Dương trông thấy cũng phải thích ý mà tủm tỉm cười. Quân sĩ sắp để xe Ngỗ Hậu đi, Ngỗ Hậu nói với Tương Dương rằng: đi xe không tiện bằng cưỡi ngựa, các thị nữ ở nước địch đi theo hầu thiếp sang đây đều biết cưỡi ngựa cả, xin thiên tử cho thiếp cưỡi một ngựa một phen. Tương Dương truyền chọn các con ngựa tốt đem đến cho Ngỗ Hậu và các thị nữ cưỡi. Hậu sắp sửa lên ngựa, Tương Dương lại ngăn lại mà bảo rằng: khoan đã, để chấm chọn xem trong các dương tử có người nào cưỡi ngựa giỏi, cho đi theo hậu vệ hoàng hậu. Dương Tử Đái xin đi. Các thị nữ đều cưỡi ngựa xúm xích xung quanh Ngỗ Hậu đi một bước bọn trước. Còn Dương Tử Đái cưỡi ngựa theo sau. Đi được một quãng, Dương Tử Đái giục ngựa lên trước, theo kịp Ngỗ Hậu. Rồi hai người cùng thi tài phóng ngựa vòng qua sườn núi. Khi hai người đi đều nhau, Mẫu hậu dừng cương lại và khen Dương Tử Đái rằng:
Nhân Tử là thật là một bậc kỳ tài, kiếp Nga tiến đã lâu, bây giờ mới được giáp mặt. Nhân Tử đang ngồi trên mình ngựa cũng cúi đầu mà đáp lại rằng: tôi cũng mới học cưỡi ngựa, còn kém hoàng hậu muôn phần. Ngũ hậu nói: sáng mai Dương Tử nên vào cung bà Huệ hậu để vấn an, rồi tiếp sẽ nói chuyện. Nói chưa dứt lời thì bọn thị nữ đã cưỡi ngựa đến. Ngũ hậu liếc mắt đưa tình nhìn Dương Tử Đái. Dương Tử Đái sẽ gật đầu. Rồi quay ngựa lùi lại. Vừa lúc bấy giờ có ở chân núi có một đàn hô na chạy ra. Dương Tử Đái bắn luôn hai phát. Được một con hô và một con nai. Ngũ hậu cũng bắn trúng một con hô. Mọi người đều vỗ tay reo mừng. Ngũ hậu quay ngựa trở về. Tương Dương ra đó. Ngũ hậu đem con hô dâng nạp Tương Dương. Dương Tử Đái cũng dâng nạp con hô và một con nai. Tương Dương bằng lòng thu quân trở về. Rồi ban yến cho các quan triều thần rất là vui vẻ. Ngày hôm sau, Dương Tử Đái vào cung của Huệ hậu giải cách chứng an. Đã trông thấy Ngũ hậu ở đấy rồi. Ngũ hậu đem tiền bạc đút lót tất cả các cung nhân, cấm không được nói hở cho ai biết. Rồi ngày hôm đó cùng với Dương Tử Đái tư thông ở trong một phòng riêng, hai bên cùng nhau quyến luyến. Khi từ giã ra về, Ngũ hậu lại dặn Dương Tử Đái rằng: thỉnh thoảng Dương Tử vào cung thăm thiếp nha. Dương Tử Đái nói: tôi chỉ sợ thiên tử sinh nghi, thì làm thế nào đây? Ngũ hậu nói: thiếp có thể che chở được, Dương Tử chớ ngại. Các cung nhân đều biết chuyện cả. Chỉ vì Dương Tử Đái là con yêu của Huệ hậu. Và việc này cũng quan hệ đến thể thống. Vậy nên không ai dám nói ra. Huệ hậu cũng biết chị, để dặn các cung nhân không được nói. Các cung nhân được nhiều tiền thưởng đều có ý che chở cho Dương Tử Đái, bởi vì Dương Tử Đái ngày nào cũng ở trong cung suốt đêm đến sáng. Mà Tương Dương vẫn không hề biết gì cả. Trong bọn cung nữ có một người tên gọi Tiểu Đông, nhan sắc cũng khá, mà lại hiểu âm lực. Một hôm Dương Tử Đái đang cùng với Ngũ hậu uống rượu, sai Tiểu Đông thổi ống ngọc tiêu. Dương Tử Đái lại theo nhịp mà hát. Đến lúc Dương Tử Đái rượu say có ý lả lơi, giơ tay nắm lấy áo Tiểu Đông để kêu ghẹo. Tiểu Đông sợ hãi cởi áo bỏ chạy.
Nhưng tử đá giận lắm, rút gươm đuổi theo. Tôn giết Tiểu Đông. Tiểu Đông vội vàng chạy đến cung Tương Dương, kể hết những chuyện Dương Tử Đái tư thông với hỏi hậu. Tương Dương tức khắc cầm đao bảo kiếm đi để đi giết Dương Tử Đái. Nhưng nhà vua bỗng nghĩ, Dương Tử Đái là con yêu của Thái hậu, tức là Huệ hậu. Nếu ta giết đi nghe người ngoài không biết, tức cho ta là người bất hiếu. Và Dương Tử Đái ngũ nghệ vũ nghệ giỏi lắm, vậy tất ta đã giết nổi chi, chỉ bằng hãy chịu nhịn đợi đến sáng mai xét được thực sự. Bây giờ sẽ trị tội mỗi hậu. Tự khắc Dương Tử Đái xấu hổ mà phải trốn đi nước khác. Tương Dương thở dài một tiếng rồi ném thanh bảo kiếm xuống đất, lại trở về cung, sai nội thị đi dò thám tình hình của Dương Tử Đái ra sao. Nội thị về bảo rằng Dương Tử Đái biết Tiểu Đông vào báo với thiên tử, vậy đã tức khắc trốn đi rồi. Tương Dương nói, ra vào cái cung không có bẩm lệnh, mà đó là lại là trẫm không phòng bị từ trước. Sáng hôm sau, Tương Dương truyền bắt các thị nữ trong cung ra để tra hỏi thì người nào cũng chối cả. Sao gọi Tiểu Đông ra đối chứng, bây giờ các thị nữ mới thú nhận, đem tình hình trước sau nói hết với Tương Dương. Tương Dương truyền bắt nổ hậu giam vào lãnh cung, khóa chặt cửa lại. Chỉ cho khoét một lỗ thủng để đưa cơm nước mà thôi, Dương Tử Đái sợ tội trốn sang nước địch. Huệ hậu lo phiền, từ bây giờ cũng thành bệnh ốm. Đầu Thúc và Đào Tử nghe thấy Ngũ hậu bị trức, giật mình kinh sợ và nói rằng: ngày trước hai ta phụ mệnh thiên tử sang mượn quân nước địch để đánh nước Trịnh, sao hai ta phụng mệnh thiên tử sang xin cưới ngỗ hậu, nay ngỗ hậu bị chức, tất nhiên vua địch có ý công tức, giả Dương Tử Đái trốn sang nước địch. Tất nhiên cũng kiếm chuyện để xúi giục vua địch. Một mai vua địch đem quân sang hỏi tội thì hai ta biết nói làm sao. Hai người tức khắc đánh xe đi theo Dương Tử Đái để bày mưu lập kế sang nói với vua nước địch. Đến khi đến nước địch, Đầu Thúc và Đạo Tử là vào trước nói với vua nước địch rằng: ngày trước nước tôi vì Dương Tử Đái mà sang thành hôn, thiên tử nghe nói Thúc Ngỗ là người đẹp mới chiếm lấy rồi lập làm hoàng hậu. Nhưng một hôm Thúc Ngỗ đến thăm Thái hậu, tức là Huệ hậu, gặp Dương Tử Đái. Dương Tử Đái bèn nói lại chuyện cũ, bị lũ cung nhân đặt chuyện đặt điều giùm ma với thiên tử. Thiên tử chẳng nghĩ đến cái công khó nhọc của quý quốc đánh Trịnh khi trước mà đem hoàng hậu giam vào lãnh cung. Là đủ Dương Tử Đái đi, như thế thật là một người phụ bạc. Xin quý quốc đem quân sang đánh, mà lập Dương Tử Đái lên làm vua để cứu lấy hoàng hậu. Vua nước địch tin lời liền hỏi Dương Tử Đái bây giờ ở đâu. Đầu Thúc
Chà, đào tử nói hiện đang ở ngoài cõi. Vua nước địch sai đón vào, rồi cho quan đại tướng và Xích Tinh cùng với Đồ Thúc và Đào Tử đem quân giúp Thái Tử Đái về, Dương Tử Đái về đánh nhà Chu. Chu Tương Dương nghe tin quân nước địch tính đánh, sai quan đại phu về làm là Đàm Bá đem giật Dương Tử Đái làm loạn, nói với Xích Đinh Xích Tinh chém chết Đàm Bá. Rồi thần đường tiến sang nhà Chu. Chu Tương nổi giận sai Quan Khanh, Sĩ và Nguyên Bá Quán làm chánh tướng, mau dậy làm phó tướng đem quân ra đối địch. Nguyên Bá Quán biết quân nước địch mạnh hơn, không thể đánh nổi. Mấy bà cho quân sĩ lập kế cố thủ, không ra nghênh chiến. Liền lập kế là một cái trò cao ở Thủy Vân Sơn. Trên cấm cờ hiệu thiên tử cho một người ăn mặc giả làm Dương Tử Đái, ngồi uống rượu trên chòi và bắt các thị nữ múa hát, lại sai đầu thúc và đào tử mỗi người đem 1.000 quân phục sẵn ở sườn núi, đợi khi quân nhà Chu đến thì nghe hiệu súng nổ đổ ra mà đánh. Lại sai con của Xích Phong Tử đem 500 quân đến cửa dinh Nguyên Bá Quán khiêu chiến, rồi giả cách thua chạy để dụ đến Thí Dân Sơn. Khi Xích Phong Tử đem 500 quân đến khiêu chiến, Nguyên Bá Quán thấy quân ít toàn đổ ra đánh, mau dậy can rằng nước địch thay gian dối lắm, ta nên cẩn thận chứ ra đánh dội hay đợi coi cho khi nào quân giặc mệt mỏi bây giờ sẽ đánh. Chưa hôm mấy quân địch giả cách mỏi mệt, xuống ngựa ngồi la liệt ở dưới đất, cũng có kẻ lại nằm ngoài nhòi ra nữa, vừa nằm vừa sĩ mắng Nguyên Bá Quát là người hèn nhát. Nguyên Bá Quán tức giận đem quân ra cùng với Xích Phong Tử giao chiến, đánh chưa được 10 hợp Xích Phong Tử giả cách thua chạy, Nguyên Bá Quán đuổi theo. Khi đến gần Thí Dân Sơn, Nguyên Bá Quán trông thấy Dương Tử Đán đang uống rượu ở trên chòi, xung quanh có kéo cờ cắm tàn rất là rực rỡ, liền nổi giận mắng rằng tức nghịch tặc kia tức chết về tay ta. Nói xong tức khắc xông lên để đánh, bỗng nghe tiếng súng nổ, quân giặc ở hai bên sườn núi đổ ra, phía tả có Đầu Thúc, phía hữu có Đào Tử, đánh cùng nhau đánh áp lại. Nguyên Bá Quán biết là trúng kế, vội vàng cởi áo bào ra rồi lẫn vào trong đám loạn quân chạy trốn. Trong đám loạn quân có người hỏi Nguyên Bá Quán rằng: tướng quân ơi, chạy đường nào bây giờ? Đầu Thúc nghe tiếng biết là có Dương Bá Quán ở đây, dội vàng cố sức đuổi theo, bắt được hơn 30 người. Nguyên Bá Quán cũng bị bắt, mau dậy nghe tin Nguyên Bá Quán thua trận,
tức khắc cho người về quy báo với Chu Tương Dương để xin theo quân tiếp viện. Đầu thúc đem nguyên quá quán về nộp cho Thái tử Dương Tử Đái. Dương Tử Đái truyền giao lên một chỗ. Đầu thúc nói: nay nguyên quá quán đã bị bắt, mau giải tất sợ mất vía. Nếu đêm nay ta dùng kế qua công đem quân tiến đánh thì thế nào cũng bắt được, mau dậy. Dương Thái Tử Đái khen phải, rồi nói với Xích Tinh, đem mấy Xích Tinh đem quân đến đốt phá Dinh Mao Vệ. Đầu Thúc và Đáo Tử cũng đem quân xông vào, Mao Vệ biết Xích Tịch không nổi, vội vàng mở cửa sao chạy. Được một quãng lại gặp quân tử Dương Tử Đái. Dương Tử Đái quát to lên rằng: mau về mà chạy đường nào cho thoát. Nói xong liền cầm giáo đâm chết mau về. Bớt chống không nghe lời nhà ngươi nên mới nói ông nổi này. Phú thần nói: nay quân địch khí thế hung tợn lắm, xin thiên tử hãy tạm tránh đi. Chắc thế nào chư hầu cũng kéo có kẻ gì công nghĩa mà đem quân áo trời quân giặc. Chú cô công Khổng nói: tôi thiết tưởng đem quân hết quân sĩ ra còn có thể đánh một trận nữa, can gì phải bỏ mà đi. Tiểu công quá nói: như tôi thiển nghị, việc này là bởi Ngũ Hậu gây nên, xin thiên tử trị tội mà giết đi, rồi cố thủ để đợi quân chư hầu đến, thế là vẹn toàn. Tương Dương thở dài mà than rằng: vì chậm bất minh để gây nên tai vạ, nay Thái hậu tức là Huệ hậu đang ốm nặng, chậm hãy tạm tránh đi để lo yên việc rồi tùy ý chư hầu. Tương Dương lại báo Chu Công Không và Thiệu Công Quá rằng: Dương Tử Đái đem quân về đây chỉ vì Ngũ Hậu mà thôi. Nhưng nếu Dương Tử Đái chiếm lấy Ngũ Hậu, tức sợ người trong nước chê cười, chắc không dám ở chốn kinh thành. Thế thì chẳng cũng sẽ để lại về được. Ai ngờ cứ vững dạ. Chu Công Không và Thiệu Công Quá sụp lại với dân mệnh. Tương Dương hỏi Phú Thần rằng: địa giới nhà Chu ta tiếp giáp với ba nước là Trịnh, Vệ và Trần, nay chẳng nên sang nước nào? Phú Thần nói: Vệ và Trần đều là nước yếu cả, chi bằng ta sang nước Trịnh là hơn. Tương Dương nói: ngày trước chúng nó mượn quân nước địch sang đánh nước Trịnh, chẳng lẽ Trịnh lại không quán trọng hay sao? Phú Thần nói: tôi khuyên nhà vua sang nước Trịnh chính vì việc đó ấy đó, vì rằng tiên tổ nước Trịnh vẫn có công với nhà Chu ta. Thì con cháu tất cũng không quên nhà Chu ta được. Mới rồi nhà vua mượn quân nước địch sang đánh nước Trịnh, nước Trịnh dỗ có ý không bằng lòng. Nhưng vẫn ngày để mong cho nước địch làm phản nhà Chu, để tỏ mình là một nước không trái đạo với thiên tử. Bây giờ nhà vua sang Trịnh và Trịnh thức tất vui lòng mà nghênh đón, còn quán nổi gì. Tương Dương mới quyết định trốn sang nước Trịnh. Phú Thần lại nói:
nó nhà vua trốn đi, giả sử quân địch cố sức đuổi theo thì biết làm như thế nào, để tôi xin đem hết bà con thân thuộc ra mà ngăn cản quân địch mới được. Phú thần gọi hết con em họ hàng được vài trăm người. Đem đánh nhau với quân địch, tương dương quần bọn Giáng Sư Phủ và Tả Yên Phủ hơn 10 người. Thẳng đường trốn sang nước Trịnh. Phú thần đánh nhau với Xích Tinh, giết được quân nước địch nhiều lắm. Phú cũng bị trọng thương, lại gặp Đầu Thúc và Đào Tử đến. Đầu Thúc và Đào Tử bảo Phú thần rằng: trước kia nhà ngươi lấy lời nói chung mà can thiên tử, điều ấy thiên hạ đều biết cả. Vậy thì ngày nay nhà ngươi cũng không cần phải chết để tỏ lòng trung thành của mình nữa. Phú thần nói: là trước ta can mà thiên tử không nghe,